Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân. Vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa thì nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhãn giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhãn giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Này kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa một cách chân chánh.
Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa, thì nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, vốn là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, vốn là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, vốn là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của nhĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có nhĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, vốn là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Này kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, nói những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa một cách chân chánh.
Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa, thì nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán tĩnh giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tĩ giới và tự tánh của tĩ giới là không, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra là không. Tự tánh của tĩ giới ấy thức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, tĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán tĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tĩ giới và tự tánh của tĩ giới là không, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, tĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán tĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tĩ giới và tự tánh của tĩ giới là không, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, tĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu an nhẫn ba la mật đa, chẳng nên quán tĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tĩ giới và tự tánh của tĩ giới là không, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Tự tánh của tĩ giới ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là an nhẫn ba la mật đa. Đối với an nhẫn ba la mật đa này, tĩ giới chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tĩ giới vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu an nhẫn như thế là tu an nhẫn ba la mật đa. Này kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết an nhẫn ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa,
Kiểu thi ca, nếu hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân.